Trước khi quay thì cho Tùng Nguyễn mến chào cô chú trong và ngoài nước. Tùng Nguyễn cảm ơn cô chú đã đăng ký và ủng hộ kênh của Tùng Nguyễn. Dạ con thay mặt khán giả cảm ơn chú Hai. Dạ chú Hai cho con hỏi một cái đề tài là cái người ăn chay chết đi Phật có rước không chú Hai? Mong chú Hai chia sẻ giúp con ạ. Dạ con mời chú. Bây giờ nói tới vấn đề ăn chay, ở trên mạng bây giờ cũng có một số người, người ta lên mạng người ta vận động mình ăn chay. Dạ. Ăn chay rồi tu hiền, và thậm chí có người gì nữa mà mê ăn chay quá rồi họ đã kích gì vấn đề những người ăn mặn. Dạ. Thì cái việc đó thì coi như cũng trúng phân nửa mà sai phân nửa. Bây giờ nói tới cái vấn đề ăn chay, sau khi mình chết rồi Phật có rước hay không, thì cái chuyện đó chỉ mình nói để động viên người ta thôi. Chứ mình thấy nhiều qua nhiều đời người ăn chay rồi, thì mình thấy lúc chết rồi thì Phật cũng chưa xuống rước. Yeah. Đâu có thấy Phật đâu mà rước. Mình cũng chưa thấy, thì cái việc đó chưa thấy. Tôi đi nhiều cái đám tang của những người ăn chay trường, sau khi họ mất rồi mình cũng chưa thấy Phật rước. Bởi vì mình không có thấy, nhưng mà cái linh hồn chết rồi không có gặp Phật không mình cũng không biết. Chuyện đó mình cũng không biết. Nên thôi cũng không có dám nói. Bây giờ nói qua vấn đề ăn chay. Yeah. Tại sao mà mình tu là đi ăn chay? Người ta nói tu là sửa. Rồi tại sao phải ăn chay? Mình nói cái truyền thống tại sao phải có ăn chay. Thì bây giờ quay lại là phải nói qua bên đạo Phật nữa. Bởi vì trước khi chưa có đạo Phật thì người ta không biết ăn chay. Rồi sau khi có đạo Phật rồi thì lúc này bên đạo Phật lúc đó người ta có cái chủ trương là cho mình ăn ngũ cốc. Ăn ngũ cốc để làm cái gì? Để mình tránh sát sanh. Yeah. Mà tránh sát sanh để làm chi? Có câu người ta nói tránh sát sanh để mình lấy cái tình thương, mình thương cái loài vật. Mà thấy nó mình thương rồi mình không nỡ gì cái miếng ăn mà mình đi ăn, để rồi làm cho nó phải chết đi. Thành ra mình thấy bởi người ta nói sát sanh là chỗ cái chữ sát là giết nó để ăn nó. Dạ. Ờ đó. Thì ăn chay để mình cầu lấy cái tình thương đối với đồ vật. Bởi như có câu là mình, tôi cũng thường hay nói, ví dụ mình con người thương với nhau là cái người trung trí, nhưng mà mình biết thương cái loài vật là cái người đó mới là người thượng trí. Thì bây giờ quay lại cái vấn đề ăn chay là ở bên cái đạo Phật, cái truyền giáo như vậy. Dạ. Thành ra nói tới cái vấn đề ăn chay rồi thì cũng không có nói tới cái vấn đề tam tịnh nhục. Cái người nào mà theo tôi nghĩ chẳng qua là họ không ăn nổi rồi dịnh tớ nói giờ Phật cho ăn tam tịnh nhục. Thời Đức Phật nói đó, ai chứng minh? Chỉ nói một câu là mình ăn ngũ cốc để lập tình thương tránh sát sanh. Dạ. Thì cái đó là chánh tông của đạo Phật. Mà mình bây giờ mình ăn tam tịnh nhục vậy thì té ra mình cũng đâu có tình thương đối với vật đó. Mặc dù mình không làm, người khác làm thì mình cũng là gián tiếp. Nếu mình đừng có ăn thì ai mận? Thấy chưa? Thành ra cái việc đó chẳng qua mình ăn chay ngũ cốc không nổi rồi ăn tam tịnh nhục, rồi bây giờ đổ thừa nói Đức Phật nói và ăn tam tịnh nhục, cái chuyện nó không có đúng tới theo cái chánh pháp của Phật pháp. Rồi bây giờ nói tới vấn đề ăn chay Phật rước hay không, tu hành ăn chay rồi Phật rước hay không, thì cái chuyện đó tại mình nói đi vận động thôi. Yeah. Chứ hồi đó tới giờ nhiều người ăn chay chết rồi mình có nghe nói lúc chết rồi Phật giảng sanh rước đâu, chưa nghe nói cái câu đó. Là giống như mình vận động để mình khuyến khích người ta. Yeah. Thì cái việc đó nó cũng đúng chứ không phải là sai, thì coi như cho là đúng đi. Rồi bây giờ nói tới cái vấn đề ăn chay đó thì mình phải nói mình đạo Phật mới đúng. Người ăn chay để hồi nãy tôi nói, để lấy cái tình thương, để mình thương cái loài vật.
Vậy thì bây giờ mình lấy cái tình thương, mình thương cái loài vật mình còn không nỡ, mình thấy nó đau mình mà mình thấy không nỡ. Vậy thì bây giờ nếu mỗi một cái lời mình nói để cho người ta buồn, mình ăn chay rồi mà mình nói cho người ta buồn, vậy thì bây giờ cái này mình có xứng đáng mình ăn chay không? Vậy là sai ăn chay rồi, ăn chay kiểu này không có phước. Bởi thành ra nhiều người ăn chay là chết rồi bởi phải không có rước. Là bởi vì tại sao? Tại vì mình ăn chay rồi, con vật mà thương thì đối với con người mình lại còn bươi móc bới xới, tư kỷ tiểu nhân, dập lá tìm sâu. Đó, thậm chí mà mình ở ngoài đời là chỉ người ở ngoài đời thôi, còn nhìn vô mà tăng này tăng kia rồi chê Phật này Phật kia, chê không đúng này không đúng, làm chuyện kia không đúng, mà nói thầy chùa này sai, thầy chùa kia sai. Mình nói người ta sai rồi mình có vô đó mình làm thế cho người ta chưa? Đó, mình chê người ta sai rồi mình có nhảy vô mình thế cho người ta chưa? Chưa. Nếu mình chê người ta sai mà mình vô mình thế, mình làm tốt hơn thì mình hãy chê. Còn nếu mình không làm được mà mình chê, người ta gọi là cái gì? Gọi là tỷ tiện, tiểu nhân, danh hiền, ghét ngỏ. Thì cái người hạng người này đó, dù có ăn chay đi nữa, tôi nghĩ mà mới đẻ ra ăn chay mà tới già chết thì Phật cũng không rước nổi. Ai mà đi rước cái người vậy? Phật không có rước vậy. Đó, thành ra nghĩa là nhiều cái người ăn chay mà chết rồi không thấy Phật rước, là tôi nghĩ vậy. Anh ăn chay mà anh còn bụng dạ, anh còn hơ ấy quá, méo mó quá nên Phật không thích. Mình ăn chay mình biết lập cái tánh đức, mình thương loài vật rồi. Mà đối với người, mình cư xử thì sao? Móc méo, ngồi năm ba bàn móc méo, phải không? Móc méo nhau. Mà nói tới cái chuyện này nghe, giờ nói đạo nào cũng hay, đạo nào cũng tốt, đạo nào cũng có cái tinh hoa. Cái miệng thì nói vậy thôi, nhưng mà nói là đụng chuyện rồi chưa phải vậy. Ví dụ như bây giờ mình nói một cái chuyện thực tế mà nghe thôi. Mình nói một cái chuyện thực tế nha. Bây giờ cái anh này là nói ăn chay thì mình phát xuất từ ở trong cái đạo Phật rồi. Mấy cái đạo kia thì giờ mình nói là sau này mình không biết. Đạo Phật đầu tiên là ăn chay là ăn ngũ cốc. Để như nãy tôi nói vậy, để lập cái đức thương nhân mến vật. Vậy thì bây giờ mình có thương nhân chưa? Mình có thiệt mến vật chưa? Hay là mình ăn vì bó buộc, hay là mình ăn để mình màu mè? Quan trọng là mình có thương nhân. Anh có thương nhân chưa? Đó, cái chỗ đó mới là cái chỗ quan trọng. Có khi mình ăn chay rồi, mình thương nhân mến vật rồi, nhưng mình thương chỗ nào? Thương là thương, có khi thấy cái người đó họ có quyền uy mình thích, họ giàu sang mình thích. Còn những người có khi mà bệnh tật thì mình lại lánh xa. Những người nghèo khổ có khi mình cũng sợ lánh xa. Nhưng mà con vật thì nói giờ tôi thương mà tôi không có ăn, mà tôi ăn ngũ cốc không. Vậy thì bây giờ ăn chay kiểu đó là ăn sao? Ăn màu mè nên không có phước, chết thì Phật không có rước. Rồi thêm một cái chuyện, mình nói cái đạo nào cũng có cái tinh hoa của nó, tôn giáo nào cũng dạy người ta ăn hiền ở lành, đúng là nói vậy. Cái đạo nào cũng tốt, mình nói nghe hay lắm. Nhưng mà hay có một điều, để nhìn thấy cái sự mà mình có ganh tị, mình có ganh tị hay không thì nhìn vào chỗ này biết. Bây giờ ở Việt Nam mình hiện nay có bốn cái tôn giáo lớn. Thứ nhất là cái tôn giáo Phật giáo, thứ hai là cái tôn giáo Thiên Chúa giáo, thứ ba là cái tôn giáo Cao Đài giáo, thứ tư là cái tôn giáo Phật giáo Hòa Hảo. Nếu mà bốn anh này, bốn người này, bốn vị này mà ngồi với nhau trong một cái bàn tròn vậy thôi, vậy thì bây giờ tự hỏi lương tâm mình coi, tự hỏi lương tâm mình thôi. Thường khi mỗi khi mình nói
tôn giáo nào cũng có chủ trương dạy người tốt. Mình sống nghĩa là hòa với nhau, sống nghĩa là đừng lỗi phải. À, sống này sống kia đủ thứ lỗi sống là theo cái thiết giáo. Đừng nên lỗi phải, đừng nên này nọ nọ kia, thương yêu nhau đủ thứ. Vậy thì bây giờ bốn ông này trong bốn cái tôn giáo nếu ngồi trong cái bàn này thôi, từ sáng mà tới trưa, nếu trong bốn ông này mở miệng nói một ông thôi, đạo của thầy tôi giả vậy, thấy không? Yeah. À, ông Thiên Chúa giờ ông nói giờ Chúa dạ như vậy, ba ông này nghe được không? Chúa nói một câu này, bây giờ nó nói mình nói một câu vậy thôi. Bên đạo Chúa của tụi tôi, Chúa không có biểu mình chưa biểu ăn chay, thì Chúa cũng nói bây giờ mình tu đi, mình tu hiền, lấn giữ, làm lành giúp người. Rồi sau khi nghĩa là mình Chúa, mình chết rồi, thì Chúa rước về, Chúa rước về giảng sanh. Còn ông nhà Phật á, thì ông bên đạo Phật thì ông nói bây giờ mình muốn tu để thành Phật thì mình phải xuất gia đầu Phật. Đó, rồi cái anh Cao Đài thì anh nói, tôi bây giờ thầy dạy bên đây Đức Chí Tôn dạy lập công bồi đức, công đức viên mãn rồi tụi tôi mới tính, giờ thiếu công đức tụi tôi không có dám vào cái ghế tiên Phật. Mỗi ông đưa ra một cái thiết vậy. Dạ. Cái anh Hòa Hảo thì nói thầy tôi dạy giờ tu nhớ, tu Phật học nhân, à, tu nhân học Phật. Nghĩa là tu Phật học nhân gì đó, ê, học Phật tu nhân, à, học Phật tu nhân. À, dạy cho tôi làm đó là tứ ân hiếu nghĩa này nọ nọ kia, rồi đủ thứ chuyện. Mỗi người đưa ra một cái tôn chỉ khác nhau. Vậy thì bây giờ cuối cùng trong bốn cái tôn chỉ đều không giống nhau. Vậy thì bây giờ nó có hòa nhập hay không? Một cái hòa nhập, mình nhìn đi, nghĩa là không có hòa nhập rồi. Thì bây giờ thì chỗ nào tôi nhìn ở ngoài, cái người nhìn ở ngoài thấy không hòa nhập. Bị cái anh Thiên Chúa này nữa, ảnh không có biết ăn ngũ cốc. Chưa có một vị nào biết ông trai, từ cái ông nghĩa là ăn chay của cái người bên Phật bên Thiên Chúa giáo thì họ ăn kiểu này nè. Hồi xưa đó nghe tôi nói chuyện hồi xưa, thì trong một tuần lễ có một cái ngày đó là cái ngày thứ sáu, thì người ta gọi là cái ngày ăn kiêng. Yeah. Ăn kiêng của cái người Thiên Chúa là ăn chay đó, là cái ngày đó là mình không có được quyền ăn, chỉ có uống nước thôi, mà thậm chí không có làm luôn, ngày đó là nghỉ không có đi làm. Yeah. Chỉ uống nước rồi tới nghĩa là tới chiều tối đó là mình mới được ăn, từ nghĩa là mở mắt ra rồi cho tới nghĩa là 6 giờ tối, 6 7 giờ tối gì đó thì mình không được quyền ăn. 6 giờ thì mình mới được quyền ăn, thì như vậy người ta gọi là ăn kiêng. Nhưng mà ăn kiêng thì có người người ta nói là mình ăn chay là như vậy là ăn chay. Yeah. À đó, thì mình nghe nói vậy, ăn chay của cái người Thiên Chúa vậy. Rồi bây giờ một tuần chỉ có ngày vậy thôi, rồi 6 ngày kia thì cũng vẫn ăn nữa là thịt cá bình thường, người ta kêu là ăn mặn. Thì bây giờ cái bên cái đạo này người ta nói là mình ăn ngũ cốc, mình ăn chay thì Phật mới rước, mình ăn chay tu hành chết rồi Phật mới rước. Còn bên Chúa thì nói giờ ăn vậy, nếu mình làm hiền lấn giữ đi rồi mình thương yêu gì đó rồi mình chết đi thì Chúa rước về. Như vậy thì bây giờ ngồi bốn ông đưa ra bốn cái lý thuyết, thì mình thấy giữa một cái vấn đề ăn chay với ăn mặn là giữa cái tôn giáo công giáo và cái tôn giáo của cái người ăn chay nó không phù hợp. Hai cái chuyện này mình thấy đối nghịch với nhau. Yeah. Nếu mà họ không cãi trên bàn thì họ cũng bất nhẫn ở trong tâm. Bị cái anh ăn chay này anh nói anh này vậy là không có đúng. Còn nếu mà anh ăn chay mà anh mở miệng anh nói ăn chay anh chê ông kia thì ông này ông bực lắm, ông không có thích. Nhưng mà bị có một điều người ta tu rồi người ta cũng không cãi giả chi, thôi kệ nhịn đi về về, bốt bụng về. Nhưng mà thật ra là trong lòng không thích. Yeah. Vậy thì bây giờ từ cái không thích nói ra, không thích không nói ra. Như vậy thì mình thấy mình đã tu được chưa? Mình có đúng chưa? Thấy chưa? Cái này là không thích con người với nhau, người với người không thích nhau, chứ không phải là không thích con người với thích, không thích con vật, mà là người với người không thích nhau rồi, không hợp rồi. Không hợp rồi. Vậy thì cuối cùng bây giờ theo tôi suy nghĩ, nếu mà mình đi theo đạo Chúa thì nửa chết rồi thì Chúa rước. Còn mình đi theo đạo Cao Đài nửa chết rồi thì Đức Chí Tôn thầy Ngọc Hoàng Thượng Đế rước. Mình đi theo đạo Phật
thì chết rồi thì ông Phật Thích Ca luôn. Dạ. Còn mình đi theo đạo Bủ Sơn Quỳ Kỳ Hương đạo Hòa Hảo, chết rồi thì ông Đức Quỳnh, ông Đức Giáo Chủ Quỳnh có gì đó, ổng rước. Đó, ổng rước. Thì thầy ai lấy rước mà. Ờ, thầy ai thì cứ rước đem về. Chứ đi lộn nhà không được rồi. Cái điều này đi lộn nhà là không được. Bởi vì lúc sống rồi đâu có thuận nhau đâu. Chết làm sao mà thuận được. Thành ra nghĩa là bây giờ bốn cái dòng họ đó, dòng họ Đỗ, dòng họ Nguyễn, dòng họ Lê, dòng họ Phạm. Vậy thì bây giờ trong bốn cái dòng họ này mà con cháu có chết rồi thì ông bà quay trở về rước. Rước à, dòng họ Đỗ thì có ông bà Đỗ rước, mà dòng họ Phạm thì có ông bà Phạm rước, mà dòng họ Lê thì có ông bà Lê rước. À, dòng họ Nguyễn thì có ông bà Nguyễn rước. Chứ mà đi lộn qua là họ không được. Yeah. Thấy rõ ràng vậy thì bây giờ tình thương yêu nâng đỡ nhau, nương tựa nhau chỗ nào? Thương yêu ở đâu? Đùm bọc ở đâu? Chia sẻ ở đâu? Rồi Phật rước hết chúng sinh là rước ở đâu? Thấy không? Cuối cùng rồi tôi thấy nói tới nói lui thì con ai nấy rước, thầy ai thì nấy dẫn trò vậy thôi. Đi lộn nhà đâu có được. Đi lộn nhà không được. Còn nói một cái chuyện này mới là mình thấy mới là mắc cười. Có những người giảng là đứng trên mạng giảng là tôi nghe là mình ráng ăn chay đi, rồi tu hiền ăn chay. Thời kỳ này là thời kỳ nghĩa là chót rồi. Sau khi mình ăn chay rồi mình chết, mình có thể được thầy rước, tổ rước gì đó. Thì bây giờ mình rồi, nhưng mà nói vậy thôi. Nhưng mà tối thì họ thắp hương lên bàn củ quyền ông bà. Thì ông bà của họ nè, cầu nè, ví dụ con cháu lại có trong nhà có bệnh, mình đốt hương, mình cầu củ quyền thất tổ, Nam Mô củ quyền thất tổ, cảm ứng chứng minh về hộ độ cho con tên họ gì đó, cho con mà tai qua nạn khổ tật bệnh tiêu trừ. Mà cái ông bà của họ là ai? Là ông cố ông sơ, nhiều đời nhiều kiếp. Yeah. Những ông bà này tôi nghĩ hồi đó là không có biết tu, không có biết ăn chay. Vậy thì bây giờ họ cầu mấy cái người không ăn chay về phù hộ cho con cháu hiện thời bây giờ làm chi vậy? Rồi họ thờ làm chi nữa, tôi cũng không hiểu. Đến mình thấy bởi nhiều cái chuyện ngược lý cái chỗ đó. Mình chê cái người ăn chay Phật không có rước vậy, mà sau khi mình lâm nạn rồi lại đi thắp hương cầu củ quyền thất tổ. Củ quyền là nhiều đời nhiều kiếp lắm. Dạ. À, nhiều củ quyền là tới nhiều đời nhiều kiếp, có khi là đi tới đời sơn sở gì đó, chứ không phải là đời nội ngoại không. Dạ. À, đó là củ quyền. Thành ra mình thắp hương cầu vậy thì bây giờ trong cái thời đó củ quyền mình có ăn chay chưa? Phật có độ giảng chưa? Rồi bây giờ cầu về để phù hộ trong nhà bình an vô sự tai qua nạn khỏi. Thấy không? Rồi đủ thứ chuyện. À, con cháu lỡ bệnh rồi cầu ông bà về phù hộ, ve vuốt cho nó mạnh giỏi. Mà mình quên có một điều, ông bà mình đâu có biết ăn chay. Mình đang chê những người ăn chay mà không biết ăn chay rồi không biết tu, Phật không có rước. Vậy thì bây giờ mình đang cầu ai? Mình đang cầu củ quyền thất tổ, mà củ quyền thất tổ mình không có biết ăn chay. Vậy thì mình nói vậy rồi mình thấy nó có mâu thuẫn không? Bởi người ta nói vậy nè, Đức Khổng Tử nói trước khi mình muốn nói một cái việc gì phải tự suy xét cho kỹ rồi hả nói. Đó, còn ở bên Câu Đài có nói câu phàm làm việc gì phải nghĩ cái hậu quả của nó. Là nó khi mình nói rồi phải nói tới nói lui, nói xuôi nói ngược, cái lời nói nó ra một ngán một lát nữa, một lát nữa mình có hưởng cái hậu quả hay không. Đó, thì bây giờ gieo cái nhân gì thì gặp cái quả đó. Thì nói tới cái vấn đề ở bên đạo Phật. Đạo Phật. Dạ. Tại sao nghĩa là bên cái đạo Phật, bên cái tinh hoa của đạo Phật là người ta nói mình ăn ngũ cốc để cầu tình thương, thương nhân loại, thương cho loài vật, không nỡ sát sanh vì thương vật. Dạ. Đó là cái tinh hoa của đạo Phật. Đó, rồi bắt đầu như vậy đó, mình đem cái tình thương để bố ráp cho nhân sinh, rồi đem tình thương để bố ráp cho loài vật. Đó, rồi mình thương nhân mến vật. Đó là cái tinh hoa của đạo Phật truyền giáo. Thì nó có một số sư thầy nó ăn chay không nổi đi, rồi mấy ổng nói giờ thôi thì quay quan tâm tịnh nhục và cho cái đó là đúng. Nhưng mà thật ra cái đó cũng là sai. Ăn thì ăn đi, bày đặt màu mè tám tịnh nhục, nói cái chuyện đó nó cũng không có đúng.
Mình một cái chuyện ăn thôi mà còn tính toán lôi thôi, ăn này ăn kia, ăn nổi ăn không nổi, vậy đi tu xuất gia làm gì? Mình đã dám buông bỏ cuộc đời này, cái gì cũng dám buông hết, mà một cái việc ăn không ăn nổi, ăn không ăn nổi. Thành ra nghĩa là mình thấy vậy thôi tu làm chi. Bởi tôi nói đạo Phật chỉ có hai hạng để xuất gia. Cái hạng thứ nhất là chán đời, để xuất gia. Thì chán đời đó, mình có nghe cái bản hồi đó mà ông soạn giả Diễn Châu, mà ông soạn giả rồi cái rộn cho cái ông Minh Cảnh hát, hồi xưa nghệ sĩ Minh Cảnh hát này hay lắm. Ông hát rồi có cái đoạn mà cái gọi là cái bài ca đó là tu là cội phúc đó. Thì có một cái đoạn thì ông nói vậy nè, bây giờ cái gì đó, sĩ nữ gì đó, bây giờ muốn xuất gia thì mũi không còn riếng mùi hương vị, tâm không còn biết này biết kia, miệng không còn này, rồi tay không còn nghe lời thị phi đó. Rồi ổng nói đủ cái chuyện đó, là coi như mình buông bỏ hết đi, để mình buông bỏ để chán đời làm một cái việc xuất gia. Thì bài ca đó có nói vậy, mình chán đời xuất gia. Mà khi mình đã chán đời xuất gia rồi, vậy thì còn ăn tam tịnh nhục làm gì? Đã chán đời rồi, bây giờ đâu có thấy là thiết gì nữa, là giống như người đó vào đó để mà tìm cái con đường công phu, rồi mượn nơi cửa am thiền, rồi chờ ngày tháng mình công phu rồi để mình chết đi. Vậy thì bây giờ còn tam tịnh nhục gì nữa mà còn liếng tam tịnh nhục, ăn nổi hay không nổi. Đã cái chuyện đời bỏ rồi mà còn không có ham muốn mà còn vô đó tịnh nhục này tịnh nhục kia chứ. Thấy chưa? Còn cái hạng đó là hạng hạ trí. Còn cái hạng thượng trí là người ta xuất gia vào đạo để người ta lập cái đức, làm rạng danh cho nền đạo. Đó, người ta cầu truyền cái vấn đề pháp lý, Phật Pháp để người ta cầu đắc, để đem cái sự cầu đắc đó để quay trở lại hồi hướng cho nhân sinh. Đó là cái người thượng trí. Còn cái người hạ trí là chán đời. Thấy không? Cái người thượng trí là người ta vô đó người ta làm vậy, thành ra nó đâu có quan trọng miếng ăn. Đâu có quan trọng miếng ăn, người ta chỉ làm sao cho có đạo để giúp đời. Đó. Thì bây giờ còn mình, cái người hạ trí mà đã chán đời rồi mà vô rồi xuất gia rồi, đã là chán đời vô rồi mà còn tính tam tịnh nhục gì. Vậy thì ông này là chưa có chán đời. Nếu mà ông xuất gia rồi mà ông còn tính cái vụ tam tịnh nhục là ông này rõ ràng là mình nói về cái tình lý nghe chơi thôi, là ông này chưa có phải chán đời để đi tu. Mà ông này cũng vô chùa, ông tính bận chuyện gì? Ông tính bằng cái gì chứ không phải là chán đời để mà vào chùa để xuất gia đi tu. Cái chuyện đó là nó không có đúng. Nếu mà thật ra như tôi là, nếu một khi tôi thấy cuộc đời này bây giờ tôi không còn liên tiếp nữa, đó, thì tôi vào chùa tôi xuất gia luôn. Còn nếu tôi ở được ở luôn, không ấy tôi chạy ra ngoài, chứ không có nói nhục này nhục kia mệt. Thì giống như tôi đó cũng vậy, mình xuất gia rồi vô ở nổi chạy ra. Thì mình thấy ví dụ như hồi đó mình nghe, chỉ nghe kể lại thôi, có nhiều cái vị sư thầy đó, người ta chán đời rồi bắt đầu người ta lên núi lên hang, thậm chí ăn lá cây qua ngày thôi chứ không cần ăn ngũ cốc, ăn lá cây qua ngày rồi để tìm sống ngày nào hay ngày đó, rồi có thể chờ để chết, họ nói chết thì sẽ sớm giải thoát. Đó là thậm chí vậy, đó là chán đời đó. Bị mình thấy vậy, giờ không lẽ tự dẫn cái kỳ đúng không? Thành ra đi tu là chán đời để đi tu. Nó cũng có cái dạng chán đời. Vậy thì bây giờ cần gì phải nói cái tam tịnh nhục? Mấy ông mà còn ăn tam tịnh nhục, mà để xuất gia còn ăn tam tịnh nhục, là mấy ông này chưa phải chán đời, và cũng chưa phải người cầu đạo. Theo tôi nghĩ vậy. Rồi mấy ông bào chữa ra, nói chuyện này chuyện kia, nói hồi biết sai bét. Thành ra bây giờ người ta mới đồn đó, người ta nói Phật giáo bây giờ thất chân truyền rồi, cái đạo Phật bây giờ thất chân truyền rồi, người ta nói vậy đó. Cái chuyện mình làm này làm nọ không có đúng, người ta nói vậy thì thôi, giờ nói trong đạo Phật rồi, bây giờ nói cái việc ở ngoài đời. Ở ngoài đời bây giờ có những người còn đang để tóc, còn đang ở tại gia, nhưng mà cũng nói chuyện ăn chay, cũng nói chuyện ăn chay, rồi anh này đi khuyên anh kia, chị này đi khuyên chị nọ, mình ráng ăn chay đi, rồi sau khi mình chết rồi thì Phật sẽ rước về cảnh Tây Phương.
Phật rước về Tây Phương. Thì bây giờ tôi xin hỏi, rồi bây giờ thôi hỏi này cái chuyện này thôi. Nếu anh nào mà chỉ nào có lỡ nói câu nói đó mà nói rồi đó, thì xin hỏi là cảnh Tây Phương nằm ở đâu? Bây giờ cái clip này tôi đăng lên, mong anh với chị chỉ cho tôi thấy cảnh Tây Phương. Nếu mà sau khi chết rồi để thấy cảnh Tây Phương, thì anh với chị nói cái câu nói là nói chắc nịch. Còn mình nói mà để theo cái kinh sách để mình nói rồi mình khuyên người ta, động viên người ta, mình kêu réo người ta, thì cái này nó chưa có chắc ăn mấy. Chưa có chắc ăn. Bởi vì thậm chí cái bản thân của mình bây giờ mình còn chưa biết là ở Tây Phương ở đâu, bị mình đâu có đi, đi có tới đâu, mình đi đâu mà biết đâu mà biết. Để nói là nói mè theo kinh sách, rồi nói mù mờ hay là hoặc hứng khẩu, rồi nói bậy nghe chơi đó. Chứ thiệt ra chưa có nói thiệt. Dạ. Yeah. Chưa có nói thiệt. Vậy thì cái câu đó không có chứng minh rằng anh này biết đạo đức, mà cũng chưa có chứng minh rằng anh này ăn chay mà để cầu hiền. Bởi vì anh nói dốc nó láo rồi, anh mượn cái chuyện ăn chay để anh nói vậy để anh lè thiên hạ, là anh cho tự bản thân anh là tốt. Thấy không? Nhưng mà một chuyện mà tôi nói là ví dụ như bây giờ thôi, nãy nói bốn cái đạo rồi, bây giờ nói bốn người ở trong cái đạo, à, không phải chức phận mà bốn ông này thôi. Đó, một tín đồ ở trong đạo Thiên Chúa, một tín đồ ở bên đạo Phật, một tín đồ Cao Đài, tín đồ Hòa Hảo. Bốn ông này ngồi nói chuyện, tôi bảo đảm với chú đó, trong vòng bốn ông này mở miệng nói một cái là có cái bàn đó sôi nổi rồi đó. Bảo đảm luôn. Đó, thì tới lúc đó mình mới thấy là cái việc tu nè, tu nhẫn nè, Phật là tu nhẫn rồi nè, có nhẫn không? Rồi ông này giờ ông nói ăn chay nè, như vậy là có lợi không? Rồi ông này chê, bị ông này ông chê, ông kia ông mặn, thì ông Thiên Chúa ông giận liền thôi, ông đâu có chịu, ông có chịu. Như vậy thì mình thấy một cái chuyện đó, nếu mà trong cái bàn mà bốn người nói ra là mình thấy là đã có mít lòng rồi, chưa nói tới ở ngoài nhân gian. Cái chuyện này cũng như tôi nói, mình ta nghe cho kỹ, nói tới nó lui sợ người ta quên. Tối thắp hương rồi cầu cửu quyền thất tổ. Cửu quyền là gì? Nhiều đời nhiều kiếp, hộ độ cho gia đình chúng con yên ấm bình an. Rồi hộ độ cho con làm ăn tinh tấn, là con cháu mạnh thành giỏi, đủ thứ chuyện. Mình cầu cửu quyền, mà cửu quyền mình là đó, có ăn chay không? Bây giờ mình đang ăn chay, có lẽ mình độ cửu quyền mình mới đúng, thấy không? Yeah. Thì như vậy thì bây giờ tự nhiên đi cầu cửu quyền, quay ngược lại, người ăn chay đi cầu người ăn mặn về phù hộ. Nghịch lý. À, nói cái chuyện vậy mà cũng nói không, mà lúc đó mới ổng hứng, mà ổng không có nhớ cái vụ hồi xưa. À, ổng không có nhớ chuyện xưa. Mình nói nhiều cái việc vậy, thành ra nhiều cái việc nữa là mình thấy một cái chuyện ăn mà cũng đem lên mạng nói. Ăn để làm cái gì? Mình có lập được cái đức chưa? Như nãy tôi nói. Yeah. Bên đạo Phật người ta dạy mình ăn chay đó là ăn ngũ cốc, là để thương nhân mến vật. Bởi vì mình ăn chay đó, mình có lập cái tánh mình thương nhân mến vật chưa? Nếu có rồi thì ăn cái đó mới là đúng ăn chay. Yeah. Còn nếu ăn chay mà mình chưa có một cái tình thương nhân mến vật, vậy thì cái này anh ăn chay đó, cái này là anh ăn cái gì? Anh ăn để rồi anh lè người khác, để cho biết rằng anh khoe với người ta là anh đang tu. Nhưng mà anh tu mà anh khoe, anh tu cho ai mà anh khoe? Anh tu cho bản thân của anh chứ anh tu cho ai? Yeah. Rồi anh nhắm bây giờ ngày hôm nay anh tu được, ngày mai chắc gì anh tu. Nếu không, người ta nói trước xấu, sau tốt là trọn tốt. Yeah. Mà trước mình tốt, sau xấu là trọn xấu. Vậy thì bây giờ ở trong cuộc đời của anh cho tới ngày anh chết, anh đừng có để cho người ta ghét nè. Thấy không? Anh đừng có làm sai. Yeah. Thấy không? Anh cứ giữ cái đạo của anh thương nhân mến vật hoài đi. Vậy đó, anh cứ giữ hoài đi, đừng có sai à. Đặng cho nó phù hợp với chủ trương anh ăn chay. Đó. Còn nếu mà anh không làm được thì thôi anh ăn đi làm thinh, anh đừng có động viên, anh đừng có khuyên, rồi anh chê người này ăn mặn, rồi anh chê người kia ăn cái kia nghiệp này nghiệp kia. Anh đừng có nói người ta ăn mặn là nghiệp, anh đừng có nói ăn cái này để sát sanh, cái này là tội, cái kia là phước. Yeah. Thấy chưa? Anh làm thinh anh ăn đi. Đó.
Cũng như tôi giờ ăn mấy chục năm nay tôi làm thính, tôi ăn là tôi đâu có nói là tôi ăn mặn hay chay, họ đâu có biết tôi ăn kiểu gì. Thấy không? Có một điều vậy nè, khách tới nhà tôi, thấy không? Khách tới nhà tôi cái rồi tôi biết cái ông này ông ăn tép rồi, thấy không? Dạ. À, như vậy đó thì tôi đâu có thèm nói tôi ăn chay. Đã sao kể ông này tép mà tôi cũng mua tép cho ông ăn rồi lên rồi hỏi gì chứ rồi tôi ăn cũng ăn tép. Dạ. Thấy chưa? Thì sau khi khách về rồi, khách cũng đâu có chê tôi, nói là ông này ông ăn mặn với mình đó. Ông có nói bị mình ăn vậy ông vui. Dạ. Ông nói mình nhiệt tình vui. Rồi mai ngày mai cái có ông kia ông ăn tàu hũ ông tới, tôi biết ông này ăn tàu hũ ra quất mơ ra một mớ tàu hũ về kho ăn vui vẻ. Dạ. Thấy chưa? Dạ. Thành ra là cuối cùng trong mấy chục năm nay là tôi chưa có bị ai ngô bươi móc bớ sớ tôi là nói tôi ăn mặn sai và ăn chay đúng. Dạ. Cũng chưa ai khen tôi ăn chay đúng mà ăn mặn khen sai. Bị tôi ăn cho vừa lòng người ta, ăn cho vừa lòng người tới à, ăn vậy thôi. Mà bây giờ tôi không có sợ là Phật rước không rước, tôi cũng không cần cái chuyện đó. Bị thứ nhất là tôi nghĩ vậy nè, tôi biết đường đi, tôi đâu có cần đi xuống này ổng đi lát nữa rồi tôi chết rồi chờ ổng nắm tay ổng kéo tôi làm gì, tôi biết đường đi. Như đây Sài Gòn tôi biết đường đi. Còn nếu mà bây giờ đây lên Tây Phương mà tôi không biết đường đi, đúng không? Là tôi không bao giờ tu. Nếu mà tôi tu mà tôi biết đường đi về Tây Phương tôi mới tu. Dạ. Còn nếu mà tôi tu mà tôi đợi ông về nắm tay dẫn đó là tôi không nên tu. Bởi vì tu này rồi là tu gì? Tu lú rồi. Lú dẫn đi, ai dẫn đi? Dạ. Thấy không? Thời này nó nguy hiểm lắm. Người ta nói ma quỷ nó cũng giả ra Phật tiên được. Người ta nói mà. Thấy không? Hồi xưa biết bao nhiêu mà mình nói trong cái sử đó, ma quỷ nó cũng thần thông, nó cũng quảng đại như Phật vậy. Nó cũng quá hình ra Phật. Rồi mình coi trong cái chuyện Phong Thần, ông đó ông giết đó. Yeah. Thấy chưa? Nghĩa là yêu quái nó cũng quá ra thành Phật. Thành yeah. ra mình, bản thân mình khi mình biết cái đường Tây Phương mình đi rồi mình hả tu. Còn nếu mà bây giờ mình chưa biết cái đường đi về Tây Phương ở đâu mà chờ thì chết rồi Phật dẫn thì thôi nghĩ đi cái chuyện đó nghĩ. Rủ nhiều khi là con yêu quái nó quá rồi Phật nó dẫn mình cái đi xuống dưới mà thành yêu. Rồi nhiều khi là gặp Ma Dương nó dẫn cái đi xuống dưới rồi thành nô lệ cho nó rồi thôi hết tàn đời luôn, uổng kiếp tu hành ăn chay luôn. Dạ. Yeah. Thấy chưa, nguy hiểm cái chỗ đó. Bởi thành ra khi đó mình phải dọn đường cho mình, trước khi mình làm cái gì phải hiểu. Bây giờ muốn đi Sài Gòn. Thấy chưa? Vậy thì mình phải hiểu cái đường đó đi như thế nào mới được. Dạ. Yeah. Mình hả đi. Chứ đừng có đợi nó ngồi đây rồi lát nữa anh ngồi đi để lát tôi về tôi dẫn anh đi. Thôi buổi giờ nó lừa đảo đủ thứ, nó không có dẫn đi Sài Gòn mà dẫn qua Campuchia nó bán. Đó, thấy không? À, rồi nó dẫn đi qua Campuchia nó bán đó, bây giờ ông xong bất quá nên mình thấy nhiều cái chuyện vậy. Dạ. Yeah. Ừ. Thành ra nghĩa là mình thấy nhiều cái việc như vậy rồi nên phải cẩn thận. Thì bây giờ trong cái đạo nó cũng vậy. Tu mình biết cái đường đi lên Tây Phương thì nên tu. Còn nói mà chưa biết đường đi đó, đừng có theo kinh sách mà nói anh chị ơi bây giờ mình ráng tu đi nữa rồi Phật mình ăn chay mình ráng tu hiền mình nói làm cho đỉ rồi mình chết rồi nghĩa là Phật dẫn mình về Tây Phương Phật này Phật kia. Nói coi chừng nó không phải nó rủ nhiều khi yêu quái nó quá rồi Phật rồi. Dạ. Yeah. Thiếu gì hồi đó mình không nghe cái vụ mà cái đời tích xưa người ta nói nghĩa là mà bên bên cái mà không biết bên có cái đạo gì mà nó nói với ông Thích Ca nghe nói cái truyền thuyết gì nè, tôi mà bắt đệ tử ông tôi bắt ông không được. Đấy không, tôi bắt ông không được. Tôi hứa với ông là đệ tử ông mà sau này tôi lụm. Đó. Thấy chưa? Dạ. Giờ cái đây là cái mà mình gọi là Ma Dương đó, sẽ kêu Ma Dương. Thành ra là Ma Dương nó có thể quá được thành Phật. Rồi nó nói pháp giống như Phật. Yeah. Cái hình tướng của Phật ý vậy. Rồi nó nói kinh sách cũng y như Phật nói. Nó nói giáo lý cũng y như Phật nói. Rồi mình là người phàm về mình biết cái gì mà nói. Thôi vậy thì thấy hào quang chói lạng quá. Là ông này ông nói là thao thao bất tuyệt là đúng là Phật rồi. Thôi vậy là ông dẫn đi à, ai về đâu. Ai về đâu đi khúc là càng đi cái là hỏi giờ đi đâu. Mình đi xuống động Ma Dương gì đâu. Yeah. Rồi đó bây giờ vậy đó, bây giờ bắt đầu đi xuống động Ma Dương rồi mới giật mình rồi giờ đâu có đường về nữa. Thấy chưa? Rồi yêu quái nó cũng vậy. Yêu quái nó cũng biết nghĩa là quá ra Phật. Yeah. Nó cũng nói kinh sách như Phật, nó cũng nói giáo lý như Phật. Thấy chưa? Bởi vì cái tội là mình không biết đường đi, mình tu mù đó. À tu mù. Nói mình Tây Phương mà không biết Tây Phương ở đâu. Đó thành nó từ cái chỗ tu mù nó mới ảnh hưởng vậy.
Thì yêu quái rước rồi đi khúc rồi bây giờ hỏi chứ ủa đi đâu? Đi vô rừng chứ đi đâu? Ủa sao không có lên tiếng ở nữa? Làm gì có chuyện Tây Phương mà dẫn vô rừng nè, mai cho ông thành yếu nè. Đó rồi xong rồi vậy đó, thì nó mình thấy. Dạ. Đó là do cái gì? Do cái tội tung một. Nói thì đem kinh sách ra nói cho hay, nói rồi nói Tây Phương, nói cực lạc mà không biết Tây Phương ở đâu, cực lạc ở đâu. Cái khổ là cái khổ chỗ đó. Rồi chờ, chờ chết rồi, chờ cho người ta dẫn đi, chết rồi chờ người này dẫn, người kia dẫn. Bởi vì tôi sao tôi không có chịu mấy chuyện. Thà cái gì tôi tận mắt thấy, rồi tận tai nghe đi, rồi chừng nào là tôi thấy là chắc ăn rồi, thì cái chuyện đó tôi mới dám làm. Yeah. Còn nói chuyện mù mờ thôi để tôi sống về này cho nó khỏe, tôi không có liên can gì thần thánh kinh Phật. Lỡ có chết rồi tôi đầu thai lỡ, rồi tôi đâu có làm cái gì đâu thành thú được. Thì đầu thai lỡ có quá thành người, tùy theo cái nhân quả, nếu bây giờ tôi làm nhiều phước đức, thì tôi đầu thai lỡ, nghĩa là tôi đầu thai lỡ, nghĩa là tôi làm người giàu. Còn nếu bây giờ mà lỡ rồi tôi làm không có điều không đúng, thì tôi đầu thai lỡ nó hơi thiếu ăn chút. Thì thôi cũng là con người, cũng không đến đổ tệ, cũng đến đổ vô rừng thành thú, rồi cũng không đến đổ đi theo ma dương nữa thành ma dương. Yeah. Rồi thôi vậy đó thì mình thấy làm người mà mình ăn hiền ở lành, còn nói ăn chay mà để chờ Phật rước, cũng như mà trước khi cái clip này gần hết chưa? À bây giờ ngưng thì cũng như mình nói lại lần nữa, lần này cũng như lần thứ ba. Người ta nói rằng ráng ăn chay tu, sau khi chết rồi được giảng sanh tật rước. Nhưng mà mỗi đêm tôi thấy mỗi đêm nha, nhà Phật tử đa số là cái người ở ngoài đời đó, chứ không phải trong chùa. Thắp hương lên bàn thờ ông bà cụ quyền thất tổ, cầu giải nguyện. Lỡ trong nhà có bệnh đau vậy, con cháu bệnh giải, nam mô cụ quyền thất tổ cảm ứng chứng minh gì đó phù hộ cho trong nhà con, tai qua nạn khổ tật bệnh tiêu trừ cho con cháu con, nó đừng có quả này quả kia. Yeah. Đó vậy đó. Mà mình quên có một điều, trong cái củ quyền thất tổ ông bà mình hồi đó, nó ổng bả có ăn chay không, rồi bán ổng bả có thành giảng sanh chưa mà cầu. Yeah. Thấy không, hay là mình cầu những cái hồn vất dơ vất dưỡng đem về, bị mình chê rồi, mình chê nãy mình chê quá rồi, giờ cầu làm gì. Yeah. Thấy chưa, đó vậy đó. Thôi nhắc lại chuyện vậy thì giờ cuối clip, cuối clip chỉ nói một câu, cái người biết ăn chay là cái người đó biết thương nhân mến vật. Còn nếu mình chưa biết thương nhân mến vật thì đừng có phe phang mình ăn chay rồi chê người ta ăn mặn. Đừng có nên phe ăn chay rồi chê người ăn mặn nha. Cái chuyện đó là không đúng. Thì thôi. Thì giờ cuối clip rồi. Thì giờ thôi cũng chúc, thứ nhất là mình chúc và nói mình Phật giáo, thôi chúc mấy người Phật tử, Phật giáo đi được nè, tinh tấn vì vấn đề tu tập. Đó, ăn chay là để mình lập cái đức thương nhân mến vật.